Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình xin tiếp tục làm video hướng dẫn anh em cách khắc phục cái lỗi cài đặt máy in trên cái dòng máy in Masashi JRC75C nhé. Thì khi cái máy này nó bị cái lỗi cài đặt máy in thì trên màn hình các bạn đã thấy nó sẽ xuất hiện cái dòng chữ nó báo lỗi là printer is not ready confirm the paper online. Có nghĩa là nó báo là máy in không sẵn sàng, nó yêu cầu chúng ta kiểm tra lại giấy in cũng như là tình trạng online của máy. Thì sau khi các bạn đã kiểm tra giấy in và tình trạng online của máy, tất cả đều bình thường, giấy nắp đúng và dây cáp nối từ máy in ra máy in Masashi đều bình thường, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào mà chúng ta khắc phục được cái lỗi này, cũng như là chúng ta có thể thao tác ở trên cái bàn phím của cái máy in Masashi. Thì hôm nay mình xin làm một video hướng dẫn anh em cách cài đặt lại cái phần máy in ở chế độ in trên cái máy JRC75C này nhá. Thì cái nguyên nhân của nó là do trong quá trình khai thác vận hành chúng ta vô tình ấn chạm vào cái ở trên bàn phím của nó, làm cho cái message print ấy, ở chế độ message print nó chuyển sang chế độ như trên màn hình các bạn đã thấy là DTE/RC only. Là khi các bạn chuyển sang chế độ này thì cái màn hình nó sẽ báo lỗi như vậy, mà cũng như là nó sẽ bị đơ máy, chúng ta không thể thao tác được các cái phím trên cái bàn phím nữa, mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải tắt nguồn đi bật lại. Mà khi chúng ta tắt nguồn đi bật lại thì nó chỉ được một lúc nó lại tiếp tục nó báo lỗi và chúng ta không thể thao tác được. Thì để cái con máy này ở chế độ in nó bình thường thì ở trên màn hình nó sẽ xuất hiện là message print email message đấy. Khi trên màn hình nó xuất hiện cái dòng chữ này thì nó là bình thường nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt làm sao để chúng ta chuyển đổi từ cái only ERC, cái bản tin chúng ta chỉ nhận bản tin ERC làm sao chuyển sang cái on message print này. Thì cái thao tác hơi phức tạp một chút, là các bạn phải ấn tổ hợp các cái phím. Đây, như trên màn hình đây, mình sẽ hướng dẫn sơ qua các bạn cái cách ấn các cái tổ hợp các cái phím như sau. Đó, các bạn thao tác theo thứ tự là tổ hợp các phím là Ctrl An cộng Delete để reset lại cái máy nhé. Thì khi cái màn hình reset nó hiện ra thì các bạn nhanh chóng ấn phím An cộng U để vào cài đặt. Sau khi chúng ta vào cài đặt An cộng U thì chúng ta kéo xuống phần Printferro Function và chúng ta chọn Winter Quick Receiver Message. Đó, thì nhìn sang bên phải thì nó có cái IME và DTE, sau đó chúng ta chọn cái IME để chúng ta chọn ở chế độ là in tất cả các bản tin nhé. Sau đó chúng ta tất cả thao tác xong thì chúng ta sẽ ấn F10. Và sau khi chúng ta ấn F10 để chúng ta new, sau để new tất cả các quy trình trên đấy. Cái yêu cầu bắt buộc các bạn là phải ấn tất cả các thao tác như trên màn hình đấy trong vòng có 2,5 giây thôi các bạn nhé. Các bạn ấn thật nhanh. Các bạn mà không thao tác nhanh trong vòng 2,5 giây thì cái màn hình tiếp tục nó lại hiện trở về cái báo lỗi máy in, và tiếp tục là bàn phím lại đơ, chúng ta không thể thao tác được. Là yêu cầu bắt buộc chúng ta phải ấn thật nhanh. Và hiện tại do mình không đi cái dòng máy Masashi này, mà mình được biết qua cái chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tâm trên nhóm Zano, thì được anh chia sẻ cái lỗi này. Cho nên bây giờ mình sẽ nhờ anh hướng dẫn tiếp cái phần thực hành cho các bạn, để các bạn hình dung ra cái lỗi này nhá. Thì tiện qua đây em cảm ơn anh Nguyễn Văn Tâm đã chia sẻ cái lỗi trên cái máy Masashi là hữu ích này nhá. Thì được biết là cái lỗi này nếu anh em không biết thì có thể nhờ order thợ bờ xuống mà nó đấy chúng ta cũng đang rất là đắt. Thì sau đây là cái phần chia sẻ của anh Nguyễn Văn Tâm về cái cách khắc phục cái lỗi này nhé các bạn nhé. Đây mình có một cái lỗi này, mà lỗi này nó cũng do cài đặt của máy in đây nè. Đây là cái printer not ready, thì nó cũng báo là máy in không sẵn sàng ở trong cái catalog, nó bảo là kiểm tra giấy in và kiểm tra cái online. Nhưng mà nó lại không có cái F10 đâu. Đây là nó hiển F10 thì đây là mình đã sửa lỗi rồi. Mình đã tắt máy in này rồi. Đang tắt máy in rồi. Thì nó đang nhận F10 thì lúc đấy mình đang xử lý F10 để thoát cái cửa sổ này ra được. Còn bình thường thì vào trong cài đặt cái kia thì nó không hiển ra F10 thì mình cũng chẳng làm được cái gì. Gõ được tất cả bàn phím ấy, nó không làm được cái gì để cho nó thoát ra được. Thì cái này mình đang dùng cái JRC 75C Imasat C.
Đây bây giờ mình thoát ra ngoài, nó nguyên nhân của nó là như này, thì nó là vào chỗ ARTU xuống chỗ mà pin cài đặt đây, function đây, nó là nguyên nhân là như này. Khi mà printer with receive message and route to, đây là IME, IME là in massage, còn cái này nó gọi là vào trong ấy là lỡ đánh vào cái số này này là nó gọi là only EGC, EGC only EGC hoặc là cả hai, thì lỡ may mà đánh vào đây thì là đúng, nó không in ra được luôn đấy. Mà sửa bằng cách nào thì thực tế mà nói là cái này mình không may quá thì cũng gặp chỗ anh Minh Tiến ở bên IMA, bên 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 chỗ VSPL Hải Phòng. Đây là vào đây này thì nó bắt buộc là phải vào đây và cài đặt thì mới được. Thì như này, cài đặt của nó như này, tất cả các phím ấy, khi nó hiện lên thì tất cả các phím không bao giờ dùng được đấy, nên là mình chỉ dùng một cái phím này là phím tổng hợp phím, nó là cái control ART với cả ấn một lúc cái thằng này delete đấy, ấn tổ hợp phím để cho nó reset lại. Sau đó là xong, bắt đầu đây như mình làm xong xong bắt đầu là mình vào trong cái nhanh khi khi mà nó reset máy đấy thì nhanh tay ấn cái ALTU rồi ấn làm sao ấy là cái này ấy, là đi hiển vào cơ để không cái cửa sổ nó không hiển lên ấy. Thì mình làm thao tác này là mình tự tập trong tầm khoảng 20 lần, mình tập 20 lần cái thao tác là ALTU xong rồi chọn cái ở dưới này Green Signal Function ấy. Xong bắt đầu là mình ấn Enter, Enter thì mình xong ấn Printer xong Enter, Enter thì nó nhấp nháy bên này là mình đẩy qua là dùng cái nút 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 chuyển đổi ở trái, xong xong mình Enter rồi cứ Enter. Sau đó là ấn nhanh F10, nó ấn nhanh này, ấn nhanh cái F10 để thoát ra để lưu. Thì dùng nó thực ra là trong các tổ hợp phím này đó là làm nhanh trong vòng tầm khoảng thao tác thật nhanh trong vòng tầm khoảng 3 giây, được 3 giây, 2 giây rưỡi. Đây control alt direct xong bắt đầu là khi khởi động máy, mình nói lại khi khởi động máy xong mình altu để mà vào setup cài đặt, xong rồi ấn enter altu xong rồi kéo xuống này, kéo xuống kéo thật nhanh. Dùng cái phím đi tắt đây là đi lên đi xuống và xuống lên lên ấy. Enter xong bắt đầu là kéo kéo xuống. Nói chung là mình làm cái này là mình phải ghi ra giấy 1 2 3 4 5 6 7 8 thì mới làm được, chứ đừng có nhìn. Nhìn thì không làm được, thuộc rồi thì nhìn không làm được, phải tầm khoảng chưa được, hình như là chưa được 3 giây. Nó hình như là nó phải được 2 giây hoặc là 2 giây rưỡi gì đấy. Là mình phải làm thao tác cái này nhanh rồi thì nó mới lưu được, còn không thì không còn cách nào nữa. Nếu mà không nhanh là nó hiển cái màn hình này là không dùng được cái phím gì nữa. Ở đây nó mình làm xong rồi thì nó em làm xong rồi thì nó mới hiển là F10 ấy, quay lại đây. Chứ còn mà làm chưa xong là không không nó không hiển F10 đấy đâu. Ấy vậy vậy nhá, nhưng mà thủy thủ nó ở trong này nó nghỉ nó đầy quốc nên là nếu như nó còn làm thì quay cho rồi xong rồi em làm lại từ đầu để làm lại cho nó hiểu hơn. Nhưng mà thực tế là nó như vậy thôi, cái này thì nó khó, gọi bao nhiêu các chuyên gia của công ty rồi đấy, nhưng mà nó khó cái này. Nếu mà gặp cái trường hợp này thì mình làm vậy.